lấy xe mới ông hả? Không, xe nhỏ bán cá. Ông cho mượn chạy. Mượn chi vậy mà đi chăn, ông đi chăn bò ông mượn xe nó chi chạy. Trời ơi, chăn bò đi bộ miết cũng mệt chứ. Mượn xe chạy đi dắt bò về, lùa chạy, lùa chạy thôi. Ước gì có người cho tôi chiếc xe này thầy. Thiệt. Hả? Dễ thôi. Đẹp cái vợ tôi chú anh. Cứ có tiền lên tiệm xe là cho thôi. Có lúc này ế ẩm lắm, bây giờ không bán hàng buôn bán gì được. Rau rác rồi không thấy bán được đâu mà vợ tôi nó mơ ước được chiếc xe này ghê lắm nè. Thiệt. Để đi nó gọn nhẹ, phụ nữ mà đi gọn nhẹ lắm, rất bình thường. Bây giờ anh có muốn được có xe không? Đủ. Bây giờ em đưa anh chìa khóa mà anh cầm được cái chìa khóa là anh lấy thôi. Cho luôn. Ông giỡn hoài, ông nghĩ sao ông đưa chìa khóa tôi cầm được tôi lấy ta. Chứ anh thấy cái cây gì của tôi Ngộ Không á. Ngộ Không cho luôn, không có ai lấy được đâu, nó nặng quá cầm nổi đâu. Đó, chìa khóa cầm thế nhẹ vậy nó nặng lắm cầm nổi đâu. Em mà lỡ mà tôi cầm được là ông cho rồi tiền đó ông đền cho con nhỏ bán cá. Anh cầm cái chìa khóa đó là xe của anh đúng không? À. Thì anh sẽ trả hết số nợ của cái xe này. Nặng lắm anh cầm nổi không? À nghĩa là cái xe này đang trả góp chứ gì? Đúng rồi. Anh cầm thì anh trả nợ. Nhưng mà trả góp nhưng mà cái tiền cái người đứng tên là tôi đâu liên quan tâm đâu. Khi anh cầm là em sang đồ cho anh biết tới tay đồ qua cho anh hết mà. Thôi vậy thôi tôi không cầm đâu. Bây giờ anh chỉ sợ xong hết rồi nhưng mà anh cầm được chìa khóa thì cho anh mượn chạy thử vài hôm. Vậy thôi cho nó dễ chứ xe cho khó lắm, khó tin lắm. Không cho tôi mượn vài hôm để tôi cho anh vợ tôi chạy thử ít bữa rồi tôi có tiền mua xem xe cho nó. Bây giờ nha. Anh cầm được chìa khóa. Em đưa chìa khóa cho anh cầm. Anh cầm được. Thì anh cứ để em tầm một tuần á. Mà cái xe này ông có kiểu ăn cắp con trộm gì không? Không, xe này nhỏ bán cá, nhỏ cá đi về quê rồi. À là nó đưa cho ông giữ giùm. Đúng rồi, giữ giùm. Giờ anh cầm được thì anh cầm anh chạy tuần đi. Nhưng mà xăng còn nhiều không nhỉ? Cho thằng đây. Tôi còn xăng đầy luôn. Được không? Được, tôi chạy hết xăng rồi trả lại đúng không? Đúng rồi, được không? Được, được. Được, vô đây em chia sẻ cho. Bây giờ trên tay em nó có một cái chìa khóa. À. Thì để tôi cầm cho. Anh cầm. Vậy được rồi. Nếu anh cầm được thì anh sẽ cầm xe anh chạy. Thì tôi cầm nè. Anh cầm sao? Anh cầm hai ngón. Em ví dụ như đó đúng không? Anh ngửa bàn tay ra, đúng rồi. Em sẽ đưa cái này cho anh. Anh cầm như vậy. Được. Vậy thôi vậy được rồi chứ cần chi nữa. Thì đang nói ví dụ nãy giờ mình vẫn chưa vô chương trình mà nãy giờ mới phổ biến chương trình thôi. Phổ biến cái chương trình thôi. À. Thì anh thi cuộc thi nào ta cũng phổ biến thể lệ chứ. À thể lệ đó. Đúng rồi, đó ví dụ anh hiểu không? Hiểu. Giống như là anh đưa xẻ bàn tay ra như thế này, hai ngón này đúng không? À. Em là ban tổ chức sẽ đưa một vật cho anh như thế này. Cầm. Nếu anh cầm được thì giá trị của nó thuộc về anh. Ví dụ như là em đưa anh cầm một chìa khóa xe hơi, anh kẹp được xe hơi của anh. Em đưa anh kẹp được một cây vàng, anh kẹp được, đó là giá trị của anh. Đó, chương trình là như vậy. Đúng, cái chương trình đâu mà nó kiểu nó vậy đi cho người ấy mất công chi mình làm. Ta coi chương trình vậy để cho người ta thu hút nhà quảng cáo đồ này kia, cho nên mấy chương trình truyền hình nó vậy mà. À nghĩa là chủ yếu làm cho có màu thôi, thực tế là người chơi đã hưởng rồi. À. Chăm nắm chặt 100% người chơi đúng là được hưởng. Đúng rồi, cơ bản là có chương trình để cho người ta coi. À thu hút quảng cáo. Đúng rồi, chương trình là như vậy đó. Vậy ông làm cái này có nhà quảng cáo chưa? Không, cái này là em nói ví dụ em nói người ta vậy thôi chứ em không có nhà quảng cáo hết. Cái này là anh cầm được thì anh mượn anh chạy một tuần thôi. Ok. Đó ok. Vậy là không phải sở hữu, chỉ cho mượn hả gì? Đúng rồi. À còn bây kia giờ... là chương trình là nó cho luôn đúng không? Bây giờ nha. Ừ. Anh xè bàn tay ra. À xè bàn tay ra đúng không? À. Anh lấy tay kia. Tay này, anh cầm ngón này. Cầm ngón này. Anh biết bắn bi không? Biết. Kéo ra anh bắn. Đúng rồi. Đó, anh cầm bắn bi cho em nha. À. Để từ từ thôi. Rồi, từ từ nha, rồi. Anh kẹp giúp em đi đã, để cho em thoáng tay đã. Anh cứ kẹp vô, anh chạy xe thường xíu xuống được. Rồi. Rồi, kẹp đi. Kẹp, rồi. Chắc chưa? Chắc. Rồi chưa? Rồi. Rồi, chương trình như thế này. Rồi, anh kẹp được thì anh lấy nha chưa? Rồi. Kẹp được thì lấy. Ông nhỏ, ông bẻ rồi, vậy thì còn đứa mà kẹp, ông kéo ra mà. Thì em không cầm được, bây giờ nha. Anh kéo thẳng cho em đây. À. Rồi, ok. Anh kẹp được. Giá trị chìa khóa này sẽ thuộc về anh. Kéo mạnh lên ông nội. Đào thấy bà xong mà không kẹp được đâu. Anh kéo càng mạnh thì độ hở anh càng lớn, cho nên anh sẽ không bao giờ anh kéo được đâu. Ủa chứ lúc nãy em cái thể lệ em có biểu tôi cầm vậy đâu. Thể lệ của em là anh cùng hai ngón kẹp, thì đương nhiên anh dùng hai ngón kẹp, em đâu kêu anh cùng ba ngón kẹp đâu đúng không? Nãy em kêu là dùng hai ngón để kẹp.
Thì anh đang dùng hai ngón kẹp mà, anh đâu dùng ba ngón kẹp đâu. Hai ngón mà. Hai ngón này kẹp mà. Vậy 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 đưa tôi. Bây giờ cái tay ông đưa đây. Cái gì? Ông đưa tay. Sao? Là bây giờ là tôi đưa cho ông thử ông kẹp được ông. Thì như là em kẹp không được. Sao mà kẹp được? Chứ bây giờ hỏi ông bây giờ hai cái ngón này bây giờ ông thà như hai ngón này đúng không? Ông để vậy tôi kẹp được nè. Cái tự nhiên ông dở cái này lên là ông càng dở thì cái này nó càng banh ra vậy sao mà kẹp? Để cho nên mới là chương trình đố ra mà để cho thí sinh giải được thì gì phần thưởng đâu mà tặng hoài. Đúng mà vậy tính ra là không chỉ có những người mà gọi là đặc biệt thôi. Anh hỏi coi bây giờ anh đi thi cuộc thi, anh thi 10 cuộc thi, giờ phần thưởng là 100 triệu, 10 người hết 100 triệu rồi ai cũng nhận hết 100 triệu rồi tiền đâu ra mà làm cuộc thi nữa. Cho nên á ít người lắm. Vậy là ông đi ông đố này gọi là chẳng khác nào ông tìm một người đặc biệt để gấp được cái này thôi đúng không? Cho nên mới tìm kiếm tài năng. Dễ là vậy đó. Cái này chính xác là kiếm tài năng luôn. Ừ. Không giỡn chứ nhà em không có chùa đẻ. Qua nhà anh để giùm. Là gửi giùm á hả? Ý là nhỏ bán cá nó kêu là mang kẹo qua nhà anh Khải gửi giùm. Để chìa khóa tôi giữ luôn nha. Thì nó nhờ anh mà, nó kêu chạy qua nhà anh Khải gửi giùm em cái. Thì xăng rỡ hết rồi, ít bữa cũng đổ nghe chưa. Tại vì nhỏ bán cá có nói chuyện với vợ anh rồi. Ủa đó hả? Nói rồi, xăng vợ anh đổ mà. Thì anh chạy đi. Thôi chứ mất mới chạy gì tốn xăng trời. Vậy là chừng nào nó về. Ý là nhỏ bán cá nó nhờ vợ anh rồi. Em chỉ là chạy xe qua giùm thôi. Tí nữa vợ anh về, vợ anh nói cho anh nghe. À vậy là ông chạy đây, chị vậy chứ ông đố tôi làm gì. Vậy? Ông đố tôi làm gì vậy? Vậy mới có chương trình. Chứ không vậy làm gì có chương trình tránh coi. Đúng rồi, chúng thưởng hả? Đúng rồi, làm gì có chương trình. Thôi mệt quá, ông giận ngộ dữ đi. Đi vô nấu cơm đây.